Hôm qua Nhân Đức gặp một cái chú này, chú trưởng đoàn dẫn ta đi tu. Chú kể Nhân Đức nghe, lúc mà chưa có đến chùa tu là chú làm nghề đại lý xổ số, đại lý xổ số kiến thiết 25 năm. Ông nói 25 năm mà ông làm ông không dư được 3 phân vàng, dù là làm có tiền rất là nhiều nhưng xong 25 năm không dư một ten. Nhưng từ khi mà ông dẫn đoàn đi tu, ông đi niệm Phật, đến chùa mình cũng gần 10 năm, dẫn đoàn đi đến chùa mình tu gần 10 năm. Thì ông nói rằng là ông dẫn người đi tu vậy, ví dụ như con cái nó làm có chút đỉnh, nó cho chút đỉnh, chút đỉnh, chút đỉnh. Vậy mà ông có được cây vàng. Trong khi đại lý xổ số kiến thiết thì ông lại 25 năm không dư được 3 phân. Ông nói vậy. Thì rõ ràng rằng là mình để ý cái đồng tiền mà mình có được từ phước báo thì tự nhiên dù nó chút xíu nó cũng đậu nữa. Mà đồng tiền nó có cái nghiệp ở trong là tức khắc nó không đậu. Ví dụ như cái gia đình làm nghề sát sanh đi, dù có kiếm được tiền rất nhiều nhưng nó cũng đổ rất là nhiều, cuối cùng nó đổ cái chặng cuối cùng là bệnh đau, là tiền mất tật mang. Ví dụ như những người nghe gì mình chưa tin đâu, mình coi cái cuộc đời mình quý vị sẽ thấy để ý. Đồng tiền nào mà quý vị mà kiếm mà từ tạo nghiệp là nó không bao giờ tồn tại đâu. Không bao giờ tồn tại, chắc chắn quý vị luôn. Thí dụ như từ xưa tới nay mà ai mà nó làm giàu mà tồn tại mà ghi số đề hoặc là cờ bạc hoặc là nhà mình chứa bài bạc, chứa cái đồ đá banh, chứa gái gú làm bậy. Không có ai mà giàu mà tồn tại lâu, chắc chắn nó bị luôn. Cái đồng tiền mà kiếm được từ tạo nghiệp thì nó không bao giờ tồn tại. Kiếm được nhiều đó nhưng nó sẽ đổ nhiều đó. Mà gia đạo lại có nhiều chuyện lu bu và bản thân chúng ta lại không có được cái bình an hạnh phúc. Chú nào nói 25 năm mà làm nghề đại lý xổ số không dư 3 phân, mà dẫn người ta đi tu, đi niệm Phật, nhưng mà con cái nó thấy nó tội nghiệp, nó thương. Có những người ta thấy thương tội nghiệp cho chút 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 gì mà để dành dư đựng cây. Ông lấy chính trị mà ông cầm ông rung như này. Nói rằng thôi nhà chùa nuôi nhiều người già niệm Phật, đây là đồng tiền để dành dụm từng chút từng chút. Nghe đạo biết à, buông xuống luôn. Lớn tuổi, bảy mấy tuổi, cúng dường để mà cho thầy nuôi người già, hồi hướng cầu sanh cực lạc. Cầm chín chỉ vàng ở tay, run run. Vậy coi, để dành từng chút từng chút từng chút từng chút. Mà dẫn đòi đến chùa mình tu gần 10 năm nay. Từ khi Nhân Đức mở khóa tu tới giờ mà chú cũng vui vẻ hoan hỷ, bảy mấy tuổi nhìn tướng tá cũng khỏe. Nó cũng hướng dẫn người tu đâu 10 ngôi chùa lúc trước mà giờ yếu à, nên còn 5 điểm chùa: Lại Quan Âm, niệm Phật, vậy thôi.
Rồi chưa lên chỉ để ta lại với Quan Âm dẫn người ta đi tu lại Quan Âm. Như Đức khuyên thì Đức nói chú cố gắng niệm Phật, cái công đức niệm Phật lớn vậy lắm, chỉ cần gầy dựng tín nguyện niệm Phật, bất cứ lúc nào thọ mạng đến với mình thì Phật A Di Đà rước mình về cực lạc, chấm dứt sự khổ đau. Nên những người làm biểu pháp để nhắc nhở nhiều người chúng ta, và những đứa có những đoạn chia sẻ này, vì nhớ kiếm tiền mà tự tạo nghiệp quý vị không có tồn tại đâu, chắc chắn quý vị luôn. Mà mỗi ngày mình đi tạo nghiệp kiếm tiền đem về để mình làm thiện thì nó cũng không có đặc biệt. Quý vị đi giết con gà con vịt để đem tiền cúng dường tam bảo làm gì? Từ khi bị kiếm được một số tiền rất là lớn, thì bị nghe đạo rồi hiểu được cái việc này là tội lỗi, ngưng công việc này, đồng tiền con kiếm được không lẽ liền ở đâu vậy? Cúng dường tam bảo làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời thì được. Còn mỗi ngày nghe đạo rồi mà còn đi tạo nghiệp nữa, mình đi tạo nghiệp nữa, mình kiếm tiền cúng dường tam bảo, Phật không nhận đồng tiền này. Có một cái cô ngoài Phú Yên, gia đình của cô làm nghề sát sanh, các cổ gà đồ này kia. Cô nói nó sụp đổ. Một ngày mà lời mười mấy triệu quý vị coi, đồng tiền đi làm mà ngày lời mười mấy triệu cũng dữ lắm quý vị. Vậy mà cuối cùng gia đình sụp đổ hết, còn cô thì bị bệnh câm liệt luôn. Vậy mà được ta tặng cho chiếc máy V52 chùa mình, chiếc máy nghe pháp. Chiếc máy này bởi vì như Đức thường khuyến quý vị, có dịp đi đến chùa đặt chiếc máy này mình tặng cho cha mẹ mình, người thân mình. Hôm nay hơn 1.000 buổi mà những buổi giảng rất đơn giản, dễ hiểu. Đơn giản dễ hiểu. Mình nghe, mình được lợi ích, ông bà cha mẹ mình nghe, ở nhà cảm thấy không có buồn, mà biết tu hành, nuôi dưỡng được huệ mạng. Có dịp đi đến chùa mình, đến phòng máy mình đặt, để biết rằng máy nghe pháp, máy niệm Phật chùa mình phổ biến rộng, chúng sanh nhờ biết bao nhiêu mà nói. Những đức đặt về đưa lại cho quý vị, gỡ tiền những đức tiếp tục đặt nữa đưa cho quý vị. Thì biết rằng đó, cái lượng máy mà những đức mỗi ngày mà gặp người mà tặng nhiều lắm. Ví dụ như những chiếc máy này nè, đi đường xa xa xôi này kia, khi những đức đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật này nè, khi đưa ra, những đức đưa một cái giá nó chuẩn, tiên chi không? Thì dù có lên xuống nhưng nó nằm trong phạm vi đó. Có khi mà nó dư ra chút đỉnh thì những đức lấy cái mặt cái phản đó, những đức tặng mà không đủ, tại vì cái lượng tặng những đức quá, tặng quá nhiều, tặng quá nhiều luôn. Nghĩa là những đoàn xa xa lạ lạ đồ những đức gặp là những đức cứ tặng máy niệm Phật dòng đeo tay là những đức cứ tặng suốt, ngày nào cũng tặng suốt. Rồi đợt này lễ Dí Quan Âm đặt 20.000 cái máy niệm Phật, hối thúc người ta nè, gỡ gì liền để tặng quý vị lễ Dí Quan Âm, đúng không? Nên á, mình làm rất là nhiều việc, nói mà máy nghe pháp, máy niệm Phật đồ này kia, khi mà lâu lâu cộng sổ lại dư chút đỉnh là cái mảng đó những đức làm pháp thí tặng. Tại chùa mình lo quá nhiều việc quý vị, cái mảng nào những đức đỡ lo là những đức khỏe một chút, làm quá nhiều thứ đó. Nên rất là rõ ràng vậy, nên nhờ những đức đặt máy niệm Phật, máy nghe pháp luôn nè phổ biến, mà gần bảy năm nay mà mình làm không có gián đoạn. Nhiều người người ta đặt, người ta tặng thì thấy đều gián đoạn hết, nhưng mà cũng từ người khác cúng dường này kia, nhưng mà đều gián đoạn, làm gián đoạn hoặc làm không được nhiều. Nhưng mà từ khi những đức phát triển cái việc đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật mà phổ biến rộng ra, đặt là người khác đặt, đặt dùm truyền tay,
Vậy mà cái lượng đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật nhiều không tưởng tượng được. Cái lợi ích này chúng sanh rất là nhiều luôn. Lợi ích này rất là lớn. Nên những đứa cứ thường nói chuyện Phật pháp và giới thiệu, để cho quý vị khắp nơi nơi, quý vị điện thoại đặt, những đứa đưa số điện thoại cho quý vị. Nên những đứa nói mấy anh em, những buổi pháp nghe coi những cái bình luận, người ta nhắn tin, người ta đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật, đặng đưa số điện thoại cho người ta liền, cho người ta điện thoại nó đặt, hoặc gửi số điện thoại cho người ta điện nó đặt đó. Rồi hoặc là quý vị cái trang đầu mình, quý vị bấm thêm cái chữ thêm là nó có địa chỉ nè, số điện thoại đồ này kia của chủ, điện thoại hỏi rồi xong đưa số điện thoại cho quý vị điện đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật, người ta gỡ tặng nhà chứ quý vị. Người ta chỉ mình cách làm sao, chuyển tiền cho người ta. Nó lợi ích rất là lớn quý vị. Nên khi cái cô Phú Yên mà được ta tặng chiếc máy nghe pháp này thôi, cô nghe một phát thôi, cô lo cô niệm Phật. Vậy mà cô niệm Phật, quý vị biết rằng là cô bị liệt rồi, cô bị câm luôn, nhưng cô nghe được. Cô nghe rồi xong rồi cô nhép môi cô niệm Phật. Vì biết rằng là gia đình sạt nghiệp luôn. Cuối cùng gia đình phía sau có một mảnh đất nhỏ nhỏ trồng rau muống. Cô liệt mà còn đi lắc nhắc. Vậy mà trồng rau muống rồi xong, cắt rau muống đem ra chợ bán, rồi được niệm Phật, bỏ ngày sát sanh. Quý vị biết rằng kỳ tích xuất hiện. Cô nói chuyện được, bây giờ nói chuyện ra tiếng được rồi, đi rồi giờ được, cứ ở ngoài Phú Yên lần nào díu con em lễ lập này kia là cứ đòn đòn đi vô đây. Mà mỗi lần nói chuyện những đứa xúc động vô gặp mừng ghê lắm, thấy không? Rõ ràng Phật pháp cứu cuộc đời chúng ta. Nên mỗi một con người mình, quý vị phải nhớ rằng mình nghe pháp, những cái nghề mà mình làm tạo nghiệp điều chỉnh lại. Nó như cái chú này làm trưởng đoàn, chú nói rõ ràng hôm qua trước công chúng nghe, 20 mấy năm chờ mà làm nghề đại lý sổ số, vậy mà không lờ được ba phân vàng, vậy mà dẫn đoàn đi tu không á, mà con cái thấy tội nghiệp cho tiền, người ta thấy thương người ta cho chút chút, ví dụ đi, vậy mà dư được cây vàng. Một cây vàng này cũng dường cho chùa chính chỉ, còn chỉ dẫn người ta đi tu luôn. Rồi xong ông nói buông xả luôn. Nên từ nơi đó mà cái tâm người tu niệm Phật, cái tâm cầu giải thoát của mình phải cho gầy dựng cực kỳ mạnh. Niệm Phật có Phật sắp xếp, thương chúng sanh Phật Bồ Tát thương mình. Yên tâm đi, quý vị ở phương xa đâu, quý vị lo niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, niệm niệm nghĩ gì người, không có làm ai đau khổ, làm ai buồn phiền, hết lòng hết dạ sống với cuộc đời này. Cái tâm đó của quý vị có cảm ứng, Phật Bồ Tát cũng không bỏ rơi quý vị đâu. Đừng có sợ rằng tôi ở xa niệm Phật, ở đây xung quanh không có phòng hộ niệm, không có ai hộ niệm, yên tâm đi. Tới khi vì cặn tư nghiệp, một là Phật rước đi liền, hai là Phật điều chỉnh cho quý vị đi đến cái nơi có phòng hộ niệm. Tự nhiên đến đó là người ta là hộ niệm quý vị. Yên tâm đi 100% luôn. Có cái cô đó, cũng ở miền ngoài, cô bị ung thư ngực. Cùng thời với cô là 10 năm chết chưa? Chết hết. Vậy đó mà cô nghe pháp mình, cô niệm Phật, tới bây giờ cô vẫn tồn tại. Cái lần cô lệ vô lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 2000 lại, cũng lớn tuổi rồi. Cô lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong hết trơn, quý vị biết rằng cô mai tang phục cho con tên đứa nào sao sao sẵn, để sẵn hết luôn. Rồi cô vô chùa lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm xong, cô vô phòng hộ niệm cô nằm. Cô vô phòng hộ niệm cô nằm, nằm xong rồi mọi người thấy yếu yếu, hộ niệm cho cô luôn. Hộ niệm xong cô ra đi tự tại. Xong rồi con cái vô theo di nguyện cô, lo lắng cô đàng hoàng trong chùa luôn. Rõ ràng niệm Phật có Phật sắp xếp quý vị, niệm Phật có Phật sắp xếp, niệm niệm gì chúng sanh Phật Bồ Tát thương mình, cảm ức đó. Con cái vô nói tang phục mẹ con chuẩn bị sẵn hết, vì thế không biết ngày giờ giảng sanh, nghe mình giảng pháp suốt 7-8 năm chờ, chân thật hành trì lợi ích lớn gì đó. Còn cái cô người Phú Yên đó chuyển nghiệp
Câm mà còn hết. Nên những người mà con cháu mà sanh ra mà chậm nói rồi này kia, nghe được chậm nói này nọ rồi, cứ đeo máy niệm Phật cho nó suốt, người nhà niệm Phật hồi hướng đó, phát tâm ăn chay trường này kia. Những đứa coi trên mạng có một cái gia đình sanh ra con 4-5 đứa, toàn là đi bốn chân không quý vị. Nghiệp duyên ghê không? Nhà toàn đi bốn chân không? Có người mình đi hai chân, nhưng có người lại sinh ra mà nghiệp duyên mà đi bốn chân. Hai cái chân cũng đi, hai cái tay làm chân đi. Đi gì không quý vị? Mỗi lần đi vệ sinh đi nguyên một hàng 4-5 người. Đi gì đó. Nếu như mà ta nghe được Phật pháp mà gia đình thì phát tâm ăn chay trường niệm Phật đi. Từ từ đã đứng lên đi hai chân. Chắc thật cả gia đình phát tâm ăn chay trường niệm Phật đi. Vì coi chuyện nghiệp chứ vì thấy. Cái gia đình nghiệp duyên gì cũng gì, nhưng mà cả gia đình mà đoàn kết ăn chay niệm Phật, sống thiện tâm, nhiệt tình hết mình mà làm đi. Đừng có nói thời gian chứ, nhiệt tình hết mình mà làm đi. Chắc chắn quý vị có sự cảm ứng chuyển hóa. Chắc chắn đúng. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa mà. Nên những đức nói với người trưởng đoàn, có được cái nhân duyên mà dẫn người đi tu nó thù thắng lắm. Mà nhất là dẫn đến ngôi chùa chiên tu, cho người ta nghe chiên nhất thôi, để cho người ta có một con đường đi. Những đức từng nói rằng, học Phật niệm Phật đừng có cầu này kia nhiều, ở thế gian này tùm lum. Cứ có một cây cầu mà đi là cầu sanh cực lạc là đủ. Là bởi vì sẽ có tất cả cái cầu khác hết. Chỉ cần niệm Phật cầu sanh cực lạc là những cái cầu khác tự có. Còn quý vị cầu tùm lum hết trơn, quý vị sẽ có những cái ở thế gian, nhưng mà quý vị mắc phần giảng sanh ủ quá. Ấn Độ người nói giống như đem một viên ngọc quý mà đổi viên kẹo ngậm chớ. Nhớ. Nên mình là người học Phật, phát tâm nhiệt tình hết mình, niệm niệm gì chúng sanh, lợi ích cho người. Những việc làm ý nghĩa, hiểu được, phát tâm chân thật, làm. Nên mình mỗi ngày được nghe Phật pháp quý lắm quý vị, rất là quý. Nên những đứa gặp bao nhiêu gia đình làm nghề sát sanh cuối cùng cũng tồn tại. Giống như hồi đó nhà Đức trên Tịnh Thất Quan Âm nhận cái ca chú Nguyễn Văn Công, gia đình cũng làm nghề sát sanh, cuối cùng chết bệnh làm bậy bạ, tiền mất sạch nhất hết. Cuối cùng hộ niệm nhờ chùa lo, thấy không? Khi cuối cùng cuộc đời gần chết, chú nói một câu: khuyên mọi người ăn chay niệm Phật, đừng làm nghề sát sanh như nhà có, không được gì đâu. Rõ ràng luôn. Nên mình học Phật mình hướng đến chánh tín, là tiếp nhận giáo dục, tin sâu nhân quả. Chứ đừng có học Phật mà hướng đến mê tín. Chỉ cần vì tiếp nhận giáo dục mỗi ngày áp dụng trong cuộc sống vì là đặc biệt. Có người hư cái nào nghe giáo dục viết cũng điều chỉnh tốt. Mưa lâu thấm đắt. Nhớ, mưa lâu thấm đắt. Nên có người học Phật là người hoạt bát vui vẻ. Nên những đức nói những người trưởng đoàn nhiệt tình hết mình đi tu. Dẫn người đi tu, làm được cái vai trò dẫn người ta đi tu. Những đức nói cái việc làm vì thù thắng, vì dẫn đến ngôi chùa chuyên tu niệm Phật, làm ví dụ dẫn đi làm Phật. Không không tịnh độ này một đời có thể thành tựu, mà vì dẫn người ta đi đến ngay ngôi chùa chuyên tu niệm Phật. Cuộc đời con người mình nay khỏe mai bệnh quý vị, ai trong cuộc đời này cái gì chúng ta bất chợt lắm, không có gì mà hụt hẳn hết. Lớn tuổi hay trẻ tuổi, nó bất tử bệnh là bệnh à, nghiệp duyên nó kéo đến là đến. Khi mình đang khỏe thì tự nhiên liệt giường liệt chiếu nằm chỗ. Có người đã biết niệm Phật rồi, sao mình cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đừng có mang tâm u uất buồn phiền, trách móc chi cho nó mệt. Mang cái tâm buồn phiền trách móc nó tăng nghiệp thêm. Nên người ta thường nhắc cái câu: thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Nên chùa mình những ngày chủ nhật nhiều Phật tử đến chùa
Thực sự mà nói, quý vị cũng quý những đức động viên, rồi ủng hộ tinh thần giảng pháp. Nhưng từ hôm nay những đức khuyên quý vị, thí dụ như quý vị cũng thích ngồi nghe trực tiếp phía trên, nghe những đức giảng, điều này không có sai đâu. Tại vì mình là phàm phu, nghe trực diện vẫn là hay. Nên á, ngài Tinh Văn ngài nói một câu, ngài đọc sách ngài biết lựa chỗ ánh sáng, nghe pháp biết lựa cái chỗ ngồi để mà dễ nghe. Mình phàm phu mà phải cần được lợi ích. Ăn uống ngồi biết ngồi vị trí tiện bề gấp đồ ăn. Người biết thương mình mới biết thương người. Mình thương mình mới biết thương người, hiểu không? Mình thương mình sao mình nên thương người gì đó? Làm gì đúng. Nhưng như tôi khuyên quý vị, thí dụ như bây giờ quý vị đến trước đi thứ bảy hay chủ nhật, quý vị đến sớm. Một mình đến, từ khi là quý vị đi hai mẹ con, còn cả bạn bè thì mỗi người tự mà kiếm chỗ ngồi. Từ khi mẹ con những đức cho quý vị làm con, xí cho mẹ một chỗ. Còn bản thân của mình lợi mình xí một chỗ bản thân mình. Mình ngồi mình nghe pháp được. Đừng có mà bây giờ mình đi xí cho quá nhiều người. Mình làm gì có khi có ngày đụng chuyện xảy ra vấn đề không vui nhau. Nên những đức khuyên hàng Phật tử, quý vị làm gì là do thầy dạy, không ai trách được vị chứ. Bữa nào mình lỡ đi trễ, mình ngồi đâu, chỗ nào, tùy mình. Hoặc là sau lưng những đức cũng có chỗ, kế những đức cũng có mà. Người khéo léo thì có chỗ thôi, hiểu không? Nhưng mình đi đến trước, mình xí một chỗ của mình. Rồi, thầy dạy tôi, không có ai trách tôi được. Chị em ai trách tôi được. Còn bước ra thì chị em mình nói chuyện đồ vui vẻ bình thường. Còn ngồi nghe pháp thì nếu chị đến sớm thì ngồi vị trí nào? Ngồi, mình trực diện mình ngồi nghe thầy giảng. Hướng đến nghe thầy giảng vui vẻ thôi. Chứ bây giờ mình nghe thầy giảng, bây giờ ngồi bạn bè gần gần làm gì? Nói chuyện gì nữa giờ? Nghe trực diện thầy giảng thôi, vui vẻ quá nghỉ, vỗ tay đâu bình thường. Để chú tâm nghe thầy giảng được. Nhưng đức nói quý vị vậy thì khỏe. Có những người mình, thí dụ như mình lên mình xí cho rất nhiều người xung quanh mình luôn. Xí cho rất nhiều người, nhiều người người ta không thích. Thấy không? Nên một mình xí cho một mình. Từ khi con xí cho mẹ. Thấy không? Con giúp cho mẹ thì được. Còn con trai giúp cho cha thì cũng được. Nó trưởng ban ở chùa chiền đồ, ban tổ chức đồ thông cảm, đây cô xí cho mẹ cô cho cha cô không sao. Nhưng bạn bè đồ thôi tự mọi người phát huy. Vậy thì quý vị biết rằng sáng chủ nhật có những người ta đến trễ, người ta vẫn có được chỗ ngồi trên. Vậy nay thấy không? Nó những đức nêu những điều này chắc chắn ai cũng vừa lòng. Tại hồi đó tới giờ xí qua xí lợi nhau thì mình không làm điều đó cũng kỳ. Nhưng giờ thầy đưa lên vậy thôi, mình làm đúng vậy đi. Những đức khuyến vị làm đúng như gì những đức dạy đi. Vì sẽ khỏe lắm, chị em nó không có gì đụng chạm. Nên những đức nói đối với phái nữ, phái nữ chơi chung nhau, thăng cũng vừa thôi. Thăng cũng đừng có đem tất cả những chuyện gì của mình đi nói cho họ nghe. Dù có thắng cái nào thắng, những đứa coi một câu chuyện hai đứa bạn cho thắng nhau ghê. Vậy mà đứa bạn kia được người ta quý thích, được nhiều anh chàng thích. Vậy mà nhỏ bạn này nó gài kế cho cái thằng ác kia hại nhỏ này, ghê không? Cho thằng ác kia hại đời nhỏ này. Thì thấy rằng giữa nữ với nữ với nhau, mình thắng với cái mức độ chung đó. Không có phải chuyện gì mình đi nói cho họ nghe. Chuyện của mình không có được nói gì chứ.
Dù mình vô chùa mình tu này kia rồi, mình ngoài đời mình là giang hồ lãng tử hư hỏng gì cũng không nói. Chuyện của mình là chuyện đó không có nói. Lúc vui thì nói cho nhau nghe, lúc không vui thì lại phanh phôi. Mình là phàm phu mình bị ảnh hưởng chứ, đừng có dạy. Thấy coi chuyện coi phim là thấy rõ ràng. Hai đứa bạn gái thăng cho chung nha, bằng mặt. Nhỏ này được nhiều người thích. Nhiều người thích đâu phải là một cái tội, tại người ta có duyên. Vì mà nhỏ kia nó ghét, nó gài cho thằng ác kia hại đời như thế này. Thấy rõ ràng chưa? Nên mình đi chùa được cũng gì. Cái chuyện chị em gặp nhau tay bắt mặt mừng vui vẻ. Nhưng tiệc đó cái chuyện gia đình, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện đó của mình không có nói chi. Từ khi mình bị bế tắc cái gì mình gặp thầy, mình hỏi thầy, thầy giảng dạy cho mình nghe. Thầy có nói cho công chúng cũng không có phạt tên của mình, ai đâu biết ai. Nhưng mà mình còn có phước, tiêu nghiệp tăng phước. Chuyện đó không có nói tên mình, để nhiều người cảnh giác thì tiêu cái nghiệp mình tăng cái phước. Thấy không? Nên những đức hướng dẫn rất là rõ ràng cho quý vị nghe. Nên mình như vậy thì nó tồn tại rất lâu dài, những đức với Phật tử. Do không có ngồi thăng với nhau quá mà bị quý mến những đức. 9-10 năm mà đi đến chùa không có sự thay đổi. Càng nghe càng được lợi ích. Đó. Nên những đức nêu lên cho quý vị nghe. Rõ ràng rồi đó. Thầy dạy rồi. Mình làm theo lời thầy, không ai trách mình được. Tự mình chọn chỗ cho mình thôi. Mình đến sớm mình chọn chỗ của mình. Một chỗ một quy tắc gì thôi. Khỏi sanh phiền não. Còn những đức không có dính líu ai gì. Những đức có quyền quyết định hết mọi mặt cái chuyện của mình. Đối với Phật tử nào hay người trong chùa, những đức có gì, những đức thích cho ai, những đức cho. Chuyện của những đức, ai vừa lòng không vừa lòng mặc kệ quý vị. Tôi có quyền, cái quyền này mà còn không được nữa, sống có gì đâu mà tự tài. Mình có cái gì đồ mình thích ai mình cho người đó, đủ duyên cho ai cho người đó. Nhìn món đồ thấy gương mặt người đó mình cho người đó. Tôi có quyền. Tôi không dính líu ai, tôi không có hứa hẹn với ai gì. Đúng không? Sống vậy thì quá tự tại. Nên mình sống trong cuộc đời này bị nên hoạt bát một chút, đặc sắc một chút. Những cái gì mình thấy mình tu hành mà cái chuyện gì đụng chạm mình sám hối xin lỗi người ta. Hạ mình là mình đạt rồi. Xong cái tâm mình bỏ những thứ đó ra, thứ rác rưởi liền ra. Rồi rác rưởi mình đã liền rồi, ai muốn buồn muốn giận gì kệ họ. Gặp nhau mình giận, ai với Đà Phật. Gặp nhau ngoài đời mình là Phật tử, gặp nhau ai với Đà Phật. Còn ví dụ như người ngoài đời thì chào chị, chào anh, chào anh chị, chúc sức khỏe. Rồi xong, mày vui hay mày buồn gì kể mày chứ. Còn riêng bản thân mình làm cái vai trò sống gì, bị người vậy là quá khôn. Còn mang tâm trạng buồn, giận, hận, trách thì gác mà chịu. Ôm mắt thì khổ tâm mình, xấu xí, già, tạo nghiệp chướng tăng thêm, gác chịu. Hiểu không? Giảng dạy rõ ràng rồi đó nghe quý Phật tử nhớ á. Tôi nói rõ ràng rồi đó. Làm không phải gác chịu. Tôi dạy rất là kỹ. Từ khi những đức đi xuống Vũng Tàu này tới giờ gần 10 năm. Thì thấy không? Hai Phật tử mà đến những đức gần 10 năm nay không có sự thay đổi luôn. Mà thay đổi những đức cũng không biết luôn đó. Đi đâu những đức cũng không cần biết luôn. Tại vì những đức đâu có giờ ngồi thăng với ai đâu. Nhờ như vậy Phật tử càng quý mến, càng tôn trọng. Lo chùa đàng hoàng, lo tú. Làm cái gì trong chùa lợi ích, những đức nêu lên. Như hồi tối những đức nói, thấy mấy cụ trong chùa tu hành, việc làm là những đức chỉ vì làm có công đức lớn, trực diện đúng nơi đúng chỗ. Mấy cụ trong chùa tội nghiệp, già cả, nằm ngủ có cái gối, nằm cho đàng hoàng. Có gối nhỏ nhỏ, cụ ngủ, cụ ốm, cụ ngủ thấy tội nghiệp cụ, thương cụ. Như vị ở nhà vì ngủ khi vì cũng có gối ôm vì ôm. Đúng không? Nghĩ cho người ta giảng sanh chừng nào đó là chuyện người ta, còn nuôi người ta phải hết lòng. Cái mền mát mẻ cho bà nằm. Thời tiết nóng cũng là đắp lên cái mền nó mát mẻ. Những việc này những đức nói vị làm được. Ai mà làm được làm đi. Những đức thấy gối ôm một cái cũng đâu có nhiêu tiền đâu. Mà nếu mà gom lại hết cũng nhiều. Chúng mình bị mua phản cơ 100 phản cơ 1200 cái thường trụ không
không thích cộng tu. Cộng tu ở là trong chùa không là không thích. Những việc này như Đức thấy, thấy quý vị làm là thù thắng lắm. Thật sự luôn. Tại vì các cụ già mỗi ngày tu bốn thờ. Già rồi quý vị à. Thôi kính lão đắc thọ. Đối với người già mình thương yêu nhiệt tình hết mình, việc này đúng lắm, không có sai đâu. Cái tình thương mình dành cho các cụ cảm thấy ấm áp lắm. Nên các cụ trong chùa mình như Đức lo cụ khỏe, vui, bình an, mọi mặt luôn. Quan tâm từng chút, động viên nói chuyện, chọc cười, vui vẻ. Tròn vẹn thì không thể nào thế gian này tròn vẹn rồi. Nhưng mà như vậy cũng quá tốt. Đây là những điều như Đức nêu cho quý vị thấy, việc đó tốt, vị nên làm. Lợi ích mà, khả năng mình làm được làm. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử nghe pháp mỗi ngày, và người trong chùa nghe pháp được nhắc nhở mỗi ngày, gây dựng tín nguyện cả đời niệm Phật, siêng năng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Nhớ, chỉ cần nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc thì tâm trạng buồn gì cũng tan biến. Đừng có bỏ câu Phật hiệu, siêng năng niệm Phật, làm việc gì cái miệng cứ niệm Phật, đứng sắp chúng những Đức nhắc ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, ai vậy đạo Phật, cứ niệm Phật đi, vì sao thấy cái lợi ích. Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, đừng buồn giận ai để trong tâm. Dù làm được việc gì, lợi ích cỡ nào, lớn cỡ nào, cũng đừng bao giờ kiêu ngạo, hạ mình xuống. Ai nói tới mình, tự điều chỉnh mà sửa. Đừng có mang tâm hận trách gì hết. Vậy thì vị tu đạt rồi đó. Quý vị cố gắng cả đời tín nguyện niệm Phật, phát nguyện con phải giảng sanh cực lạc. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.